Gà Đông Tảo hấp muối nha. Này là con gà nó bự quá. Gà này 5 kg lận. Nên là mình chỉ hấp cái 1 phần 3 con thôi. Chứ nếu mà hấp quá, các bạn nhìn cái đùi này. Nếu mà nhiều quá thì lại ăn hết cái đùi. Con gà này khoảng 4,7 kg nha, 4,8 kg. Mình chặt 1 phần 3 con đó. Đó. Rồi mình bỏ vào một ít muối nè. Đây, muối này mình bỏ lớp này. Các bạn bỏ. Đó. Cái này là mình đâm một ít muối ớt, mình ướp trước. Mình làm xong là âm đập muối ớt, ướp 30 phút. Để nó ngấm ha. Khoảng nửa ký muối nha. Bỏ vô mình đập 5 củ sả. Mình lót này. Để khỏi con gà nó chạm đáy là nó cháy con gà. Rồi bỏ gà vô. Cắt ra bỏ vô. Sau khi mình bỏ vô này, mình đậy vung kín lại rồi mình nấu. Đậy kín lại, hấp 25 phút là gà thì chín.